Bạn vừa thức dậy, hơi uể oải vì ngủ quá nhiều. Bạn vào nhà bếp, bụng cồn cao. Bạn nghĩ ngay rằng đã đến giờ ăn sáng rồi. Bạn mở tủ và lấy ra món ngũ cốc ngon lành mà bạn đã mua hôm qua. Rồi thì việc gì đến cũng phải đến. Bạn lấy một cái bát, đổ ngũ cốc vào, sau đó là sữa thơm ngon. Giống như trong quảng cáo. Nhưng chờ đã. Ồ, không. Lúc này sữa đổ ra khắp bàn, lại nữa rồi. Hãy nói cho tôi biết, điều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Vài lần à, đó là những gì tôi nghĩ. Chà, bạn thân mến, tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng bạn không chỉ ăn ngũ cốc mà còn nhiều món điểm tâm ngon khác, sai cách trong suốt cuộc đời đấy. Bây giờ hãy quay lại với ngũ cốc nha. Bạn có biết có một cách giúp bạn tránh được tình trạng sữa chảy tràn lan khắp bàn không? Lần tới, khi bạn thức dậy và muốn ăn ngũ cốc cho buổi sáng, tôi khuyên bạn nên làm như sau. Đổ một ít ngũ cốc vào bát. Sau đó lấy chiếc thìa và xoay nó lại để phần bầu hướng lên trên. Bây giờ lấy món sữa béo ngậy mà bạn rất thích và đổ trên thìa như thế này. Không còn tràn lan nữa, bạn thấy không? Bây giờ nếu bạn đang tự hỏi úp ngược chiếc thìa lại để làm gì, tôi sẽ cho bạn biết một bí mật nhỏ. Lý do vì sao sữa chảy ra khắp nơi khi bạn đổ trực tiếp lên ngũ cốc thường là do các cạnh tròn của miếng ngũ cốc đó. Chính chúng khiến sữa văng lên trên và tràn thẳng ra bàn. Và vì chúng ta đang nói về ngũ cốc, hãy nói về độ giòn. Bạn có biết có một bộ phận khoa học rất chuyên dụng nghiên cứu mọi thứ gọi là độ giòn hoàn hảo không? Ý tôi là có những nhà khoa học dành cả ngày để phân tích cách làm ra miếng ngũ cốc hoàn hảo để tối ưu hóa độ giòn. Những người này biết rằng bạn mê đắm việc nhâm nhi ngũ cốc ngay từ đầu, vì vậy họ nghiên cứu cách khiến điều đó trở nên khả thi. Ừ thì thông thường, vấn đề đối với độ giòn của ngũ cốc là làm thế nào để tìm ra tỷ lệ ngũ cốc và sữa. Có nghĩa là lượng sữa bạn nên đổ vào để ngũ cốc của bạn vẫn giòn. Bây giờ hãy thử điều này. Thay vì đổ tất cả ngũ cốc vào sữa cùng một lúc, hãy thử đổ từng ít ngũ cốc rồi đổ sữa vào và để yên một lúc. Bạn có thể dùng thìa trộn lên để đảm bảo tất cả các miếng ngũ cốc đều ngập trong sữa. Sau đó đổ thêm một lớp ngũ cốc lên trên và thế là xong, món ăn đã sẵn sàng. Bằng cách này, bạn có thể trải nghiệm điều mà các nhà khoa học về ngũ cốc gọi là độ tương phản động. Về cơ bản, có nghĩa là bạn sẽ có được sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa và ngũ cốc trong một miếng. Bạn đã nếm thử sao? Bạn có những miếng ngũ cốc ngấm sữa cùng với những miếng rất giòn. Tin tôi đi, gai vị giác của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó đấy. Bây giờ là chuối. Bạn có biết bạn đã bóc nó sai cách từ trước đến nay không? Bạn nên ăn chuối giống như khỉ vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tinh tinh, khỉ đột và tất cả các loài thuộc họ khỉ đều bóc chuối ngược. Chúng cầm trái chuối rồi xoay nó lại sao cho phần cuốn ở phía dưới và lột vỏ chuối từ đầu bên kia. Ăn chuối theo cách này giúp bạn không phải ăn chuối dập với nhiều sợi dây màu vàng. Bạn có khi nào thức dậy và thèm ăn cam như tôi không? Cơ thể bạn cần lượng vitamin C hàng ngày đó để tăng cường hệ miễn dịch. Nhưng cam là một loại trái cây rất khó gọt vỏ. Vì vậy, tôi luôn bị nước cam phun khắp mặt và điều đó khiến tôi bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ, hãy thử cách này. Lần tới khi gọt cam, hãy bắt đầu bằng cách cắt bỏ cả hai đầu củ quả. Cắt vỏ theo chiều dọc từ đầu này đến đầu kia. Sau đó, cho ngón tay vào hai bên vết cắt và mở quả cam ra. Nhìn kìa! Quả cam sẽ mở ra trước mặt bạn như một tấm bản đồ, với tất cả những múi cam mọng nước, sẵn sàng để bạn ăn và tận hưởng. Ngon quá đi! Và vì chúng ta đang nói về cam, bạn có biết cách chính xác để rót nước cam không? Theo một số nghiên cứu, khi rót cam từ hộp giấy, mọi người sẽ tự động để lỗ nhựa trực tiếp vào ly. Sau đó là âm thanh dễ chịu mà chúng ta liên tưởng đến tiếng mưa vào buổi sáng. Clack clack clack. Vâng, tôi biết, tôi giỏi tạo ra những tiếng động hài hước mà. Bỏ câu chuyện cười sang một bên đi. Dù kiểu đổ như trên nghe có vẻ hay, nhưng đó chính xác là nguyên nhân khiến nước trái cây bắn tung tóe khắp nơi. Và đây là khoa học. Bên trong hộp nước trái cây có cùng áp suất khí quyển với bên ngoài. Khi chúng ta rót bằng lỗ để gần với ly hoặc cốc, chính trọng lượng của chất lỏng sẽ đẩy nó ra khỏi hộp giấy. Như bạn đã biết, chất lỏng chảy ra rất đứt đoạn và không ổn định, tạo ra những đợt sóng nước trái cây lớn bên trong ly của bạn và chắc chắn sẽ đổ ra ngoài.
Vì vậy, để tránh lộn xộn, bạn nên đổi vị trí của lỗ, quay hộp giấy sao cho lỗ càng xa thành ly của bạn càng tốt. Khi bạn rót theo cách này, lỗ sẽ giúp điều chỉnh áp suất không khí, cho phép không khí lưu thông vào và ra, làm cho áp suất duy trì ở mức cân bằng. Từ đó giúp việc rót nước trái cây được hoàn hảo, gọn gàng phải không? Vẫn là chủ đề các loại trái cây, bạn ăn táo như thế nào? Nếu bạn đang ăn theo cách truyền thống thì như vậy đồng nghĩa là bạn đang lãng phí đến 30% lượng táo đấy. Cách truyền thống, ý tôi là ăn táo từ ngoài vào đến phần lõi. Vâng, theo khoa học, cuối cùng chúng ta sẽ để lại một lượng lõi kha khá, chính là phần sẽ bị ném thẳng vào thùng rác. Vì vậy, để tối ưu hóa việc ăn táo, hãy thử cắn táo từ trên xuống hoặc từ dưới lên, nhổ hết hạt ra khi chúng xuất hiện. Bằng cách này, tôi đảm bảo bạn sẽ ăn táo một cách hiệu quả và ít lãng phí nhất. Này, những quả đào đẹp mắt này đang làm gì ở đây vậy? Có nhiều cách để ăn loại quả này, đã xem đào là một món bắt buộc trong bát trái cây của họ. Hoặc ăn nó đơn giản bằng cách cắt một miếng ra khỏi lõi mọng nước. Nhưng đối với một số người, độ sơ của vỏ là thứ mà họ không hề thích. Có một cách dễ dàng để bóc vỏ đào và nó được gọi là chần. Để làm việc này, bạn không cần gì khác ngoài nước và bàn tay của bạn. Đầu tiên, đun nóng một ít nước. Hãy để nước gần đến độ sôi và sau đó tắt bếp đi. Tiếp theo, ngâm đào trong nước nóng và để yên nhưng đừng quá 20 giây. Được rồi chứ? Tốt, tiếp tục nha. Chuyển các quả đào sang một bát khác, nhưng lần này hãy chắc chắn rằng nước bên trong là nước lạnh. Để đào ở đó trong khoảng 5 phút. Kết quả cuối cùng là vỏ đã sẵn sàng để bóc một cách dễ dàng. Thật tuyệt phải không? Còn những quả kiwi ngon ngọt thì sao nhỉ? Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cố gắng dùng dao lột lớp vỏ ra rồi cắt bên trong thành những miếng lớn. Lần tới, hãy thử cắt phần dưới và phần trên của quả rồi lấy thìa ăn phần bên trong giống như bạn đang ăn kem. Tiếp theo là xoài. Đừng cắt bỏ vỏ rồi ăn. Thử cắt xoài ở hai bên hạt ra. Sau đó, dùng ly không trượt qua miếng xoài như đang dùng dao vậy. Bằng cách này, tất cả các phần mềm trong vỏ xoài sẽ rơi vào ly và bạn sẽ có nửa ly đầy trái cây ngon lành này. Vì chúng ta đã nói hết về trái cây rồi, giờ hãy mang bánh kếp ra nhé. Và thịt xông khói nữa. Có thể món bánh kếp ngon nhất bạn từng ăn được làm theo công thức đã có trong gia đình bạn nhiều thế hệ. Nhưng hãy thử món này. Đầu tiên, hãy nói về hình dạng. Chúng ta ăn bằng mắt cũng như bằng miệng, vì vậy không cần rạch bột bánh kếp một cách ngẫu nhiên trên chảo hoặc dụng cụ nấu ăn đâu. Một mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng để tạo ra những chiếc bánh kếp có hình dạng hoàn hảo là chuyển hỗn hợp vào một chai tương cà. Tuy nhiên, hãy nhớ làm sạch nó trước nha. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đổ bột từ chai tương cà lên trên chảo nóng. Thêm thịt xông khói nấu sẵn lên trên. Nếu bạn cảm thấy muốn ăn bánh đầy đặn, muốn nín, hãy đổ thêm một ít bột lên trên miếng thịt xông khói. Bằng cách này, bạn không chỉ có món bánh kếp hoàn hảo mà còn có món sandwich tuyệt vời cho bữa sáng. Rất đặc biệt nhỉ? Giờ hãy thử tất cả hoặc một số gợi ý trong số này và cho chúng tôi biết liệu bạn thấy chúng có hiệu quả không nhé. Và hãy nhớ luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha.